thì thế nào đấy nhỉ? Chạy chạy tìm tục. Nặng lắm. Như là tảng đá. Nhiều vãi trường. Nhưng mà không đi mà cắn chết. Ui xa. Ui giàu rồi. Má ơi ca. Con người ta hơn nhau ở cái đầu ý. Kiểu căn cá mồi. Làm việc bằng đầu óc. Đỡ chân tay. Ngáo chưa. Vẫn còn ở mấy con này. Cứng đầu. Ui vai trường. Đầy chậu. Điều vãi. Mưa lũ xong rồi nó tụ hết lại này nhá. Đấy mình đoán ngay mà. Mình biết tổ. Biết tổ người ta đánh cua ở đây mà. Đi xuống đây á. À kia kia. Hết rồi. Bỏ đi
Dạ, có công của mình rõ rõ. Thôi, cậu xin với con bé bé. Tao nghi lắm. Em vẫn được ấy. Chưa điều tra rõ. Chưa điều tra rõ. Vẫn còn lợn mợ bắt mấy con tiếp chiêu đấy. Đây cua này. Con cua càng to cua đại bác thần trưởng này. Nếu kiểu càng cua như cha luôn. Bắt đầu. Bắt ở đâu? Bắt ở ruộng ấy. À nhầm, bắt dưới suối ấy. Điều lắm. Ôi, xô, dũng. Kinh lắm. Làm món gì bây giờ này? À đây. Ok, thôi được rồi, hôm nay coi như ta bỏ 200.000 ra này. Bỏ căng này. Hả? Coi như ta lỗ mất 200.000 này. Được món ngon là được. Anh em mình sẽ làm món này. À, cua rang muối. Cua rang muối đỉnh lắm. Bây giờ thì sao làm món không món cua rang ớt? Ừ. Rang muối. Đi. Về đi, không cổ vị. Thế làm gỏi cua đi. Gỏi gì? À, mà cua này là cua của em chứ cua của anh à? Cả 2 lít đấy. Nhưng mà anh phải trả em nửa cua nữa xong rồi em đưa tiền. Sau khi anh em mình lọc sạch, bây giờ phải lọc bỏ mấy con to mình. Thế nên là mình phải... Đấy. Bóc bỏ luôn thế này đi nhỉ. Bóc làm gì? Mấy con to. Đáng lẽ ra cua ra muối là người ta phải bóc bỏ cái dưới này. Nhưng mà cua của anh em mình khá là nhỏ. Thế lại lọc bỏ mấy con to rồi. Nhưng mà chiên tất cả con. Chơi cả con luôn. Không phải bọc. Anh mất chất. Mất chất. Mà nhỉ. Anh này sao? Cho em ăn nhiều. Mày ăn 2 lít à? 2 lít của tao rồi. Cái gì mà cười? Đấu rồi không được đâu. Đấu rồi. Không một thèm tìm mà. 2 lít. Ngon. Ngon không? Anh biết em lấy không? À, chưa đổ rau vào, nồi lửa lên. Nói chung là 2 lít nữa cái tao nó bị thừa. Cua đá này. Cua gì? Cua đá này. Đấy. Cua chọc bơ rồi. Anh cho cái bột gì chẳng nếu đấy? Bột là... bột rang cua. Rang cua? Em làm gì? Em làm gì? Lấy bột nào? Răng ra, bắt đầu. Từ từ. Cặp tay tao mẹ. Ấy mày đảo lên đi. Đảo 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 đi. Tay cho trời của lúc này. Có thể làm một cái đá để chơi. Chết rồi, chơi gì. Đấy. Làm chưa. À, chưa tóc lửa. À, đỏ luôn nhỉ. Cả đỏ. Đỏ lửa ui, em ăn con càng to. Đỏ lửa lượt ấy. Con này này. Đỏ lửa. Nhanh chín thế. Làm không. Mày ghê đằng đỏ ấy. Em biết nhỉ, em lấy được cái đó rồi. Cho cái chậu dưới vào đây. Làm gì đã chín. Chưa chín đâu anh ơi. Chưa chín. Ôi, anh còn chưa cho gia vị. Chưa. Làm gì đã đến giờ cho gia vị. Chưa cho đồ gì cả. Thơm nhỉ. Tươi không? Giòn không? Tươi đẹp không? Tươi không? Ê! Em vừa ăn con bạch càng rồi. Cái gì? Bạch càng.
Ừ, cua vịt tạm, cua vịt tạm. Ui vãi. Sao hôm nay em nhìn không thấy con nào đâu, bây giờ lại có nhỉ? Thế mà không để lại mà nuôi. Ồ, phí vãi. Cua vịt tạm, ăn thử. Ăn thử cua vịt tạm xem gì nào. Mày vào lấy tỏi đây, bây giờ bắt đầu chiên tỏi đã. Tỏi á? Ừ. Ở đâu? Ở đây. Ui dồi, cả cái gì đây? Mùi thịt gà. Hả? Bếp ấy. Thì em thử cho một con nhé. Ừ. Thơm chưa? Thơm chưa? À thôi, thì em phải làm đủ đủ món cho cái con bạch con, tạng. Con cua bạch tạng này, thì nữa em thử trước anh không được ăn được mất con em rồi nhé. Đây là cái mâm, lấy mâm đây để chuẩn bị nhé. Ăn thử một con cua đỏ. Ôi chết rồi, tao quên mất cách làm nữa thế nào rồi. Con rau này xả đấy nhỉ? Đòn thơm. Tỏi với xả nấu với nhau được không nhỉ? Được. Tao cũng quên bà. Không phải ăn cả đâu. Ừ. Thế thì lại cho cua vào đảo tiếp. Ngon không? Ngon. Đi chưa? Ăn cái thân là mới ngon cơ. Đã làm thì ăn chỗ nào cũng ngon hết. Rồi. Lấy cái mâm lên đây. Cứ lão đã bảo đấy ra rồi. Tốt nào, chặt tốt nào. Một tí nhiều quá mà không ăn được. Ăn được. Biết đâu anh nữa. Anh không biết nấu thật chai em đâu. Đi mà. Thôi không nổi ạ. Mày ăn cua bạch tạng của em đây này. Anh cái rau gì rồi? Mưa là chín rồi nhỉ. Anh xả. Anh đi cất con gà đi anh ơi. Làm gì đã chín. Anh đừng, làm gì đã ngấm. Ngấm rồi. Đâu có bạch tạng của em đâu. Quên mất rồi. Bạch tạng đâu rồi? Đây gì hả? Ôi sao nó lại nhân giống em một con mẹ bé nữa này? Đây nữa này, nhiều quá. Con này là con của em này. Bạch tạng này ngoài này. Đấy cũng bạch tạng này. À, tránh nhá. Bạch tạng đâu? Rồi, ok. Cô bạch tạng của em đâu? Đấy, chưa, cái con kia bên ngoài dẫn. Anh chắc cái đấy vẫn gì? Ui. Đây muối à? Ừ. Điều. Ôi, bạch tạng em đâu? Đấy, rồi ok. Lê, tê phê. Ê. Chén. Không con à. Vừa khéo kịp giờ ăn tối mọi người ạ. Để em ăn thử. Ăn miếng tỏi rồi đánh giá nhé. Ừ. Mà thật ra mình không biết làm món này lắm. Cứ quên hết cả quá trình làm. À. Muối không bắt được. Anh, đó là. Mời tất cả các bạn này ăn con cua bạch tạng này. Tất cả mọi người nhé. Cua bạch tạng này thôi không? Thử không? Ừ. Ngon lắm, béo. Ăn thử nhé. Giòn. Ừ, sợ. Cắn này. Đây, ăn cua là phải cuốn cái lá này này. Mọi người biết lá gì đấy không? Không á. Không, nhầm, lá lốt. Con cua bạch tạng của em ngon cực. Con nào cũng ngon. Ăn cả thế này mới ngon. Có lá lốt vào. Ừ. Cái gì đấy? Tảng sắt. Này nó như là quấn mù tạt nữa. Ừ? Quấn mù tạt? Anh xem gì đấy? Quấn gì người táo? Cái quả sổ số miền Bắc. Thôi! Cũng bỏ bị bỏ lô ở đây đấy mà làm người. Mình điên à? Người ta gọi là chơi ít nước lại nhà mà. Ừ. Ừ.